Có lần ở giữa cơ quan, chồng chị Trang đã phải hét lên trên điện thoại: "Em đang ghen hay em là kẻ bị hoang tưởng?" Chị Trang nói với chồng: "Thời này ghen cũng được, hoang tưởng cũng được, nhưng có như thế mới giữ được chồng." Đây là kênh Chậm Lại 5 phút và tôi là nhà báo Bùi Hải. Có thể nói chị Trang là một người ghen bóng ghen gió vào loại vô địch. Chồng chị tuy là một nhân viên bình thường nhưng cao to đẹp trai và ăn nói có duyên. Anh rất hiền lành nên thực sự là cũng có một số cô thích. Chị Trang đã quy ước với chồng là bất kỳ đi đâu, bất kỳ thời điểm nào, không giờ nào, khi chị gọi điện thì anh đều phải bật camera lên để cho chị xem. Chị nói với chồng rằng mình là vợ chồng, gọi nhau là phải có hình xem mới gần gũi, chứ không thể như những người xa lạ được. Có lần nói chuyện anh tắt camera, chị hỏi tại sao anh lại tắt. Anh bảo là mình đang ở trong nhà vệ sinh không tiện bật cam. Chị hét lên ở trong điện thoại: "Nhà vệ sinh thì có gì đâu mà không bật cam, vợ chồng mình cái gì mà chẳng biết về nhau, việc gì phải giữ kẽ." Thế là anh lại buộc phải bật camera ở trong nhà vệ sinh. Một lần khác khi gọi anh, chị thấy giọng anh có vẻ hổn hển thì chị chất vấn chồng: "Anh đi đâu làm gì mà mặt mũi lại phờ phạc, hơi thở thì hổn hển như vậy?" Anh chồng nói rằng là mình vừa leo mấy tầng cầu thang lên để gặp sếp có việc gấp. Chị bảo: "Lần sau anh chịu khó đợi đi thang máy, đi thang bộ làm gì cho nó mệt. Cái thời này rất nhiều kẻ ngoại tình hay trốn ra cầu thang bộ để tình tứ với nhau, rất nguy hiểm. Lần sau anh không được làm như thế nữa." Nghe đến đây thì anh chồng hét lên trong điện thoại như lúc đầu tôi đã nói: "Em đang ghen hay em là kẻ bị hoang tưởng?" Chị Trang đã nhiều lần thuê thám tử để theo dõi anh mọi lúc mọi nơi. Thậm chí có những lần chị lại cải trang thành người khác để đi theo anh. Chị cũng tìm cách cài định vị ở xe máy anh để bất kỳ khi anh đi đâu là chị đều có thể kiểm soát. Nhưng vì là người thạo công nghệ nên tất cả những lần cài đặt này đều bị anh phát hiện và gỡ bỏ. Và đây chính là cái cớ để cơn ghen tuông của chị Trang tiếp tục dâng cao, vì chị bảo là có gan ăn vụng mới thành thạo việc chùi mép như vậy. Anh chồng chị rất nhiều lần định phản kháng vì cái lối ghen tuông vô cớ của vợ, nhưng một phần vì nhu nhược, một phần khác kinh tế của anh phụ thuộc hoàn toàn vào vợ nên anh không dám phản kháng, bởi vì mỗi lần phản kháng chị Trang lại tìm cách răn đe mạnh hơn. Kết quả là cuộc sống của anh ngày càng ít tiếng cười và anh ngày càng bị mất mặt nhiều hơn trước bạn bè, trước đồng nghiệp vì những cơn ghen vô cớ của chị Trang. Ở gia đình của anh Mạnh thì tình cảnh ngược lại. Bình thường anh Mạnh rất vui vẻ nhưng mỗi khi cơn ghen nổi lên thì anh lại như biến thành một con người khác. Một tối khi cả gia đình đang quây quần vui vẻ bên nhau thì anh Mạnh giả vờ hỏi chị Hằng một cái câu hỏi bâng quơ là: "Cơ quan em có cậu tên là Văn Chế, cậu ấy đã lấy vợ chưa? Gia đình có khá giả không? Tính tình như thế nào?" Chị Hằng rất ngạc nhiên: "Ơ sao anh lại biết cậu Văn Chế? Cậu ấy thì chưa có vợ, tính tình hiền lành hòa nhã và kinh tế thì cũng bình thường thôi." Nghe chị Hằng nói vậy thì anh Mạnh nhìn thẳng vào mắt của chị Hằng và nghiêm giọng: "Có vẻ em biết quá nhiều về cậu Văn Chế. Thảo nào trong 40 ngày qua anh đã đếm được 40 lần cậu Văn Chế thả tim vào các tút Facebook của em. Đây là một điều cực kỳ bất thường, không ai bình thường lại làm như vậy. Có like, có tim, đằng này toàn bộ là tim." Thì chị Hằng không nhịn được phá lên cười, và điều này càng làm anh Mạnh nổi cáu. Anh nói: "Em đừng có đánh lạc hướng, em mau đưa điện thoại của em cho anh kiểm tra." Sau khi đã kiểm tra hết các loại tin nhắn và không thấy một điều gì bất thường thì lúc này anh mới dịu giọng: "Thực ra anh làm thế là để bảo vệ em, bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình." Dù anh Mạnh đã xuống nước, đã xin lỗi, nhưng đây là chuyện thường ngày xảy ra ở huyện, nên chị Hằng luôn nung nấu một ý định là thoát ra khỏi sự kìm kẹp rất khó chịu, rất ngột ngạt đó của anh Mạnh. Nhưng thoát ra bằng cách nào thì chị Hằng vẫn chưa nghĩ ra. Nói chung những cơn ghen bóng ghen gió là biểu hiện của một lối suy nghĩ lệch lạc, biểu hiện của một tư tưởng mình muốn sở hữu người khác. Và nhiều khi đó là một dạng bệnh lý về tinh thần. Sống ở trong một gia đình có người ghen tuông thì thực sự cả hai đều khổ. Người ghen cũng khổ mà người bị ghen cũng khổ. Họ vừa là cai ngục vừa là tù nhân của nhau. Ai đã từng bị ghen như vậy thì xin giơ tay. Và quý vị ứng xử như thế nào khi bị ghen tuông vô cớ? Xin hãy để lại bình luận dưới video này.